Vào The Voice FM, nhiều bạn nói được tiếng Việt chứ không giỏi tiếng Việt. Đầu tiên á là cái chuyện ngôn ngữ trước. Ừ. Không chỉ tiếng Anh mà tất cả các thứ, kể cả tiếng Việt. Ừ. Bây giờ em thấy nhiều bạn nói được tiếng Việt chứ không có giỏi tiếng Việt. Tức là không có giỏi ăn nói, không có giỏi giao tiếp, không có giỏi truyền đạt ý của mình. Rõ ràng á là ngôn ngữ nó là cánh cửa để mở ra rất nhiều cơ hội. Mình đầu tiên mình phải giỏi nói trước, mình giỏi giao tiếp trước, mình biết là mình phải gọi là biết cách diễn đạt cái ý tưởng của mình trước. Nếu mà bằng tiếng Việt, mình có thể mở ra nhiều cơ hội xung quanh mình với người Việt. Nhưng mà rõ ràng nếu mà mình biết tiếng Anh thì một cái ngôn ngữ mà giống như là gần như là một cái ngôn ngữ toàn cầu. Thì khi mà mình biết như vậy, mình sẽ mở ra được rất là nhiều những cái cơ hội khác nữa. Tại vì đâu phải ai cũng biết nói tiếng Việt. Thì cho nên em nghĩ là rồi, như vậy thì mình cũng phải tập trung để học ít nhất là tiếng Anh. Ngoài tiếng Anh thì em cũng có biết một số cái ngôn ngữ khác ở mức độ cũng căn bản thôi. Nhưng mà em nghĩ là tiếng Anh vẫn là quan trọng nhất. Và khi mà em đã thuần thục tiếng Anh rồi, và em nghĩ là từ bây giờ cho tới lúc mà kiểu như là không học được nữa thôi, chứ còn em vẫn sẽ tiếp tục là mở ra thêm những cánh cửa khác thông qua cái việc là ngôn ngữ. Podcast được xây dựng bởi NativeX, nền tảng học tiếng Anh online tối ưu cho người đi làm. Với mô hình lớp học nén độc quyền, NativeX giúp giảm một nửa thời gian học nhưng hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Chỉ cần mở điện thoại hay laptop là có thể học cùng giáo viên nước ngoài mọi lúc mọi nơi, cực kỳ linh hoạt và tiện lợi. Lớp học chỉ có từ 3 đến 6 học viên nên bạn được thực hành nhiều hơn, nâng trình chỉ sau 48 buổi học. NativeX còn ứng dụng phương pháp 20 lần chạm. Các kiến thức được tách nhỏ và lặp đi lặp lại lên đến 20 lần qua chuỗi bài học ngắn chỉ từ 3 đến 5 phút, giúp in sâu kiến thức và trí nhớ dài hạn. Chương trình học tiếng Anh kết hợp dạy kỹ năng mềm công sở được bảo chứng bởi hai nhà xuất bản giáo trình lớn nhất thế giới là Macmillan Education và National Geographic Learning. Đăng ký học thử miễn phí cùng giáo viên nước ngoài ngay!